lên mạng search là buying process, tức là quy trình mua nhá. Thầy không cần đọc, không cần xem slide, thầy đọc luôn cho, là từ biết cho đến tìm. Đấy, tìm xong đến so sánh, so sánh xong đến trải nghiệm, trải nghiệm xong đến trung thành. À bây giờ biết còn chưa biết thì mua làm sao được, đúng không? Bây giờ ra cửa hàng là nó phải có ở cửa hàng thì đập vào mắt. Đấy, cho chiết khấu cao lên. Bà bán, bà siêu thị ấy, bà chủ shop tạp hóa ấy, bà bảo là em ơi có cái nước này mới về hay lắm, uống thử đi, mùi nó cũng thơm thơm, nó có sâm bổ sung rất là tốt, em làm việc trí não nhiều em thử dùng thử. Rồi thôi nể bà chủ cửa hàng mua ủng hộ hai lon, đúng không? Vẫn nhặt thêm Coca, Pepsi không đường vứt vào đấy, mua ủng hộ hai lon về bật ra uống. Ủa cái này hay thế, uống cái này hay thật, đúng không? Thế thì nó phải có thử đã. Tại sao những hãng lớn như Coca nó phải cho hàng Jumbo là vì thế? Jumbo là hàng gì? Hàng tặng không bán. Tại sao những cái bọn FMCG nó phải tổ chức những cái buổi off-road, nó phải tổ chức những cái buổi phát hàng Jumbo tại cửa hàng, tại siêu thị, tại chợ? Tất nhiên đấy là lúc chưa dịch. Bây giờ dịch thì nó bắt mình luôn, đúng không? Các bạn nhớ nhá, marketing là như vậy đấy ạ. Người ta phải biết, biết xong người ta tìm. Người ta tìm cái gì? Tìm thông tin ở trên mạng, nhà sản xuất như thế nào, chứng nhận ra sao, hình ảnh của nó, video về nó, rồi thì những khách hàng đã mua về nó, đánh giá nó như thế nào. Để tìm thấy phần lớn mọi người lên đừng mua cái nước này, cái này uống chả ra cái gì. Thế thì đọc ba cái feedback như thế thì thôi nó lệch luôn. Thì tất cả những thứ đấy nó thuộc về cái chữ P thứ ba là promotion, tức là chúng ta phải tìm ra được những chiến lược quảng bá và xúc tiến. Thì những cái chiến lược mà nó phù hợp với ngành FMCG, ngành đồ uống của chúng ta là gì? Cái sản phẩm Kim Tan là một cái sản phẩm mà nó gọi là hàng tiêu dùng nhanh, cụ thể luôn là nó thuộc nhóm ngành đồ uống. Mọi người có thể áp dụng những phương pháp gì, đúng không? Chắc chắn rằng là chúng ta phải có một đội sale rất mạnh. Hết dịch chúng ta phải có một đội sale offline rất mạnh, đi chào các đại lý, các nhà phân phối. Đấy. Hoặc là ta có thể bắt tay với một nhà phân phối khác để họ đưa sản phẩm đấy vào, họ phân phối cho ta. Ví dụ, tôi nói ví dụ thôi, chưa chắc các anh chị đã đàm phán được với Phú Thái, đúng không? Ví dụ ký với Phú Thái, bảo Phú Thái anh phân phối cho em. Thế thì sẵn trong tay Phú Thái nó có khoảng độ 20.000 shop. Nó chỉ việc đưa sản phẩm vào kênh, ngay lập tức có thể là đã 5.000 shop, đã mỗi shop nhập cho em một thùng hàng, em đã bán được 5.000 thùng. Hiểu vấn đề chưa? Ví dụ nha, đây là sự thật này. Anh bạn tôi là anh ấy cũng ra cái nước mắm, anh ấy cũng bắt chước thằng Masan. Anh ấy ra cái nước mắm, nó gọi là sashimi, nước mắm nhưng mà đặt tên nghe như là món của Nhật. Đấy. Nhưng mà anh ấy không phân phối được đâu. Cách anh ấy làm rất là đơn giản, đấy là anh ấy bắt tay với thằng Hữu Nghị. Ở ngoài Bắc này mọi người có biết cái bánh kẹo Hữu Nghị không? Rồi ok. Anh bắt tay với thằng Hữu Nghị, anh bảo là bây giờ tao sản xuất, cứ mỗi một chai tao cho mày 1.000. Đấy, bây giờ tao bán 7.000 cái chai này, giá niêm yết. Thế là giá giao cho mày là 6.000. Mày bán lên được hơn thì mày bán, còn đừng bán thấp hơn 7.000. Hữu Nghị ok ký. Thế là Hữu Nghị sẵn điểm bán, sẵn quân, sẵn kênh nhỏ. Thế là cho nhân viên cầm cái chai mắm đấy đi chào, chào, chào. Thế là vứt bột canh, vứt mì chính, vứt mắm vào. Thế đó. Thế là có thể là đã ngay lập tức là đã tiếp cận được kênh rất là nhanh. Nha. Là giải pháp là phải có sale, chắc chắn phải có sale, hoặc là phải ký được với một vài nhà phân phối lớn ở các tỉnh, thuyết phục họ bán. Thế thì chọn những cái kênh nó phù hợp với mình, tất cả những cái kênh tạp hóa, tiêu dùng tạp hóa ấy. Ok. Ngày xưa tôi có dạy cho một cái bạn học viên ở trong Phú Yên.
Đợt đấy tôi đi dạy cho Sở Công Thương Phú Yên, họ mời vào dạy cho các doanh nghiệp trong đấy. Thì bạn ấy nói là em là nhà phân phối độc quyền cho Orion tại Phú Yên. Thế thì tôi mới hỏi là thế doanh số bán tốt không, thì bán ở doanh số của em khoảng 5 tỷ một tháng. Bán bánh choco pie mới bán bim bim với lại bán cái bánh nó có cái bánh Marine Boy đúng không? Rồi, 5 tỷ một tháng. Doanh số đấy là tốt hay là kém ạ? Rất tốt đúng không? Thế thì các bạn có biết là Orion chiết khấu cho bạn ấy mấy phần trăm không? Các bạn có biết là mức chiết khấu của nhà phân phối độc quyền là bao nhiêu phần trăm không ạ? Thái có biết không? Bật mic lên. Em bên dưới eo thầy ơi, em bên nước sông thầy ạ. Nước sâm. Dạ nước nước sông em không rành. Ừ. Dạ. Có ai biết không? Ok, như này nhá, bây giờ mọi người không biết ấy, cũng không sao cả. Nhưng mà thầy nghĩ rằng là tôi nghĩ rằng là các anh chị khi mà làm, thầy cũng không làm FMCG như đâu, nhưng mà tại sao thầy biết rất là nhiều thứ, thì các bạn nên tìm hiểu và nghiên cứu thật là sâu cái thứ liên quan đến ngành hàng của mình, liên quan đến kênh phân phối, kế hoạch marketing, nghiên cứu rất là sâu vào. Đấy. À, bên Orion họ cho chiết khấu có 2,5% thôi. Tức là họ bán 5 tỷ thì lợi nhuận của họ mới được có 125 triệu. Rất thấp. Vô cùng thấp. Thế thì tôi rất ngạc nhiên, là tôi bảo là tại thấp thế làm sao mà em làm em bán được, quá mệt. Thế nhưng mà bạn em phân tích như này, có hai lý do. Một là ở quê như em, Phú Yên như em bây giờ tháng bán lời 130 triệu, thầy nghĩ kiếm gì cho ra? Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là Orion nó là hàng bán rất chạy, gần như khách là tự đến mua, không phải làm gì cả, và lúc đó em có thể bán kèm thêm những hàng khác có lợi nhuận cao hơn. Đấy. Như vậy người ta sử dụng cái sản phẩm đó là sản phẩm đường dẫn, hút khách tới, doanh số rất cao. Cái câu chuyện đấy để câu chuyện để cho mọi người hiểu rằng là các bạn có thể đi bắt tay với những thằng phân phối Orion, có thể bắt tay với những thằng phân phối Chinsu vân vân. Đấy, để mà các bạn đưa vào kênh. Cái việc mà các bạn muốn bán cái đồ uống này được nhá. Các bạn hy vọng là bán hàng online bằng cái đồ uống ấy, tôi nghĩ là rất khó. Mỹ phẩm thì ok, biên độ lợi nhuận đủ tốt. Còn bây giờ mà các bạn mua cái nước nước uống này về mà mua một thùng về mua online, cái hành vi đấy còn lâu mới diễn ra, và mua được một thùng xong là quên phém luôn, không không nhớ ra để mua thùng thứ hai đâu các anh chị ạ. À, bắt buộc các anh chị phải đi kênh truyền thống, bắt buộc các anh chị phải đi kênh truyền thống. Các anh chị có tin tôi hay không thì tùy nha, lời khuyên của tôi có thể không chính xác. Đấy là cái điểm. Tôi có hôm trước tôi có đi tập gym đợt trước hết trước dịch ấy, thì tôi có uống một cái nước uống có tên là Pocasuit. Có đây, có anh chị nào biết cái nước uống đấy không ạ? Rồi, có biết đúng không? Làm FMCG phải biết. À, tôi chủ động lên mạng search cái đó, tôi về tôi mua. Tôi tại vì tôi đi tập về người nó nóng, nó khát, nó uống cái đấy vào sướng thật. Đấy, nó rất là sướng. Thế thì tôi mua xong đó thì uống hết thùng đấy thì tôi cũng không nhớ ra để mua nữa, không nhớ ra. Và sản phẩm đấy thì trong siêu thị không sẵn, nó sẽ chỉ có ở một vài điểm. Như vậy kênh kênh phân phối không đủ lớn, không đủ phổ biến thì cũng việc mua của khách hàng cũng rất là khó. Nếu mà tôi ra siêu thị tôi lại đập vào mắt, tôi lại nhìn thấy cái nước uống đấy thì tôi lại bốc một thùng về ngay, có hiểu ý tôi không? Nhưng vì nó không có cho nên là tôi không không phải là lúc nào tôi cũng nhớ ra để mà tôi lên mạng tôi lại đặt. Mà cái thằng bán cho tôi ấy, xin lỗi, cái thằng nó bán cho tôi nó cũng chẳng buồn quan tâm đến tôi là ai. Đáng nhẽ một thùng đấy 24 chai mà nó biết rằng là cái thằng đi tập như này thì cùng lắm là một tháng nó phải hết một thùng, hiểu ý tôi không? Phải làm gì theo chị Lan Anh thì phải làm gì? Alo, đâu rồi, đi ngủ hết rồi.
Mọi người chưa thầy ơi, em còn thức mà thầy. Hả? Cái gì? Đâu có ngủ đâu thầy, đâu có ngủ đâu. Thế đâu hỏi, đang hỏi không thấy trả lời. Tại thầy hỏi chị Lan ăn á. Vì sao? Thế giờ hỏi ai nào giơ tay đi gái. Thùy Nga xinh đẹp nào, trả lời thầy ra nào. Dạ em đây ạ. Trả lời. À, dạ theo em thì cái người bán phải có cái chiến lược giới thiệu cho thầy biết là cái nước nó như thế nào để cho thầy thầy mua nhiều hơn một chai ạ. Không cần nha. Có ai có câu trả lời khác không? Ai ai thực sự đang làm business and marketing ở công ty này trả lời thầy biết sao nào. Chết. Em không có làm business nhưng mà theo em thì dịch vụ sau bán hàng đó thầy. Cái cách để mà kết nối với khách hàng tiếp tục. Rất là đơn giản. Rất là đơn giản, có 24 chai, hãy mặc định ông này mỗi ngày ông đi tập, ông uống một chai. Như vậy chỉ 3 tuần là gọi điện lại, anh ơi hết chưa, em ship cho anh 2 thùng nữa nhé. Thế là chốt đơn. Có mỗi thế thôi. Thằng bán cũng không biết đường mà chăm mới chốt cái gì, chạy quảng cáo làm cái gì. Đúng không? Khách nó đã mua rồi. Hỏi, mà nó là cái đồ uống, uống cái Poca Suite đấy không phải tự dưng người ta gọi uống đâu. Chỉ có bọn đi tập gym nó mới uống. Tại vì cái nó gọi là unique selling point. Cái USB để bán của nó chính là nó bổ sung khoáng chất vi lượng dành cho người chơi thể thao. Cái thông điệp của nó nhồi vào đầu khách ấy là mày chơi thể thao thì mày uống cái đồ uống này, không chơi thể thao đừng uống nha. Đó, ý là thế. Thế thì ví dụ như đi picnic uống đi, nó sẽ tiêu hao năng lượng đấy. Thế thì rõ ràng là ông Phan Anh ông ấy đã tự đặt mua một thùng về, là nếu như khôn ngoan ra là cứ anh ơi mỗi tháng em 2 tháng em giao cho anh 2 thùng, cứ 2 tháng em giao anh 2 thùng nhé, cho nó đét đát điếc, nó cho nó tươi mới anh nhé. Ừ, nhất trí, càng nhan thầy đỡ phải nghĩ, đúng không? Đấy là mình biết được cái thời điểm khách hàng hết sản phẩm để mà cung cấp. Ở đây các anh chị có xe hơi ấy, các anh chị sẽ thấy cứ 6 tháng nó nhắc anh ơi đi bảo hành. Nó mà không nhắc ấy, tôi nói thật, có khi đến 2 năm tôi cũng không đi bảo hành. Vì sao? Mình bận, mình lu bu, mình công việc mình nhiều, mình không thể nhớ được, đúng không? Người bán hàng cần phải có công cụ, phần mềm và có chương trình. Nhắc lần 1 không thấy nó ý ới, nhắc lần 2 không thấy nó ý ới, gọi điện anh ơi xe anh quá hạn lâu quá rồi anh không đi sửa đi nó hỏng đấy, hay anh bận quá anh để nhà em sang em lái em sang sửa cho anh, miễn là có tiền chiều hết. Anh ơi hôm nay nhá bọn em tặng chai dầu đỡ được 100.000 anh sang sửa luôn đi. Nó không làm ấy, để làm gì, hôm sau nó mang sang gara khác, thế là ngồi mất khách. Tất cả những cái thứ như vậy nó sẽ thuộc về promotion nhiều lắm. Tức là làm sao để bán, làm sao để xúc tiến bán tốt. Tờ rơi, rồi thuê người nổi tiếng nói, rồi thì quà tặng miễn phí, rồi thì cho dùng thử, rồi thì voucher mua lại, vân vân. Rồi chữ P thứ tư là place, tức là kênh phân phối. Kênh phân phối thì các bạn có 2 sản phẩm. Mỹ phẩm các bạn hoàn toàn có thể vừa làm online vừa offline được. Mỹ phẩm người ta mua online rất nhiều, mà sản phẩm của các bạn khá là đắt, chất lượng cao, khá là đắt, nên là bán online qua web, qua page, qua Shopee Tiki, qua livestream, ok, qua app, ok, đều có thể làm được. Và bạn cũng có thể đưa vào các kênh, ví dụ như kênh spa, các bạn có thể đưa vào kênh spa, kênh thẩm mỹ, kênh bệnh viện, thậm chí kênh thời trang. Các cái kênh có thể là hỗ trợ tương đồng cho nhau. Kênh đầu tiên các bạn cần phải nghĩ tới trong offline, đấy là kênh mỹ phẩm. Các bạn mở các cửa hàng shop in shop. Và khi đã làm kênh offline thì bắt buộc các bạn phải có đội sale. Bắt buộc phải có đội sale. Mà cách các bạn tuyển sale thì nên tuyển sale tại local.
tại địa phương. Đừng tuyển sale từ Hà Nội, từ Hồ Chí Minh đi đánh các tỉnh, rất tốn kém. Và từ ngược lại cũng đừng tuyển sale từ Hà Nội đi đánh các tỉnh. Tôi đã vấp phải rồi. Tôi đi phát triển thị trường mà tuyển sale từ Hà Nội đi không ăn thua, chỉ có tuyển sếp thì từ đó đi được. Còn đâu quân là phải phải local, phải địa phương. Bây giờ muốn tập trung oánh thị trường Tiền Giang hay là oánh thị trường Long An, ví dụ thế, đúng không ạ? Rồi, thì tuyển quân tại Long An xong cho tướng xuống đấy, ngồi vẽ sơ đồ ra bao nhiêu tỉnh, bao nhiêu huyện, bao nhiêu xã, có bao nhiêu điểm. Thế là đi tiếp cận. Đấy là kênh online và kênh offline. Mỗi kênh nó đều có ưu và nhược điểm riêng. Thời điểm này thì chúng ta không bàn đến kênh offline, nhưng về mặt dài hạn chúng ta vẫn phải có kênh offline. Đối với sản phẩm đồ uống thì bắt buộc nó phải là có kênh offline tốt, đủ tốt. Đấy. Và sau đó thì mình sử dụng các kênh online để phụ trợ, cộng với việc là sử dụng các kênh online để truyền thông. Chứ nếu mà các anh chị mà chạy quảng cáo để bán được một lon nước hay bán được một thùng nước thì tôi khẳng định là chúng ta sẽ thất bại, chúng ta sẽ lỗ, chi phí không đủ bù đắp vì chi phí quảng cáo rất cao.